Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 18 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay là tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và mưa dông diện rộng, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hiện nay, ngày 17 tháng 5, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm qua đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ nay đến ngày 18 tháng 5 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm trên đợt, có nơi trên 150mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 18 tháng 5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay 17 tháng 5 khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Ngày mai 18 tháng 5 nắng nóng dịu dần, sau đó có khả năng nắng nóng sẽ gia tăng trở lại khoảng ngày 19 tháng 5. Cảnh báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Và tiếp theo là dự báo thời tiết 9 ngày tới trong khu vực các tỉnh thành trong cả nước. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 18 tháng 5 có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa đến mưa to, riêng đêm mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 18 đến ngày 26 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ngày 19 đến ngày 20 tháng 5, ngày 24 và ngày 25 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ từ nay đến ngày 18 tháng 5 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 18 đến ngày 26 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Khu Tây Bắc có nắng nóng. Riêng thời kỳ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay và ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm riêng đêm 16 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Bắc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 19 đến ngày 26 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Khu vực đồng bằng có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm nay đến ngày mai, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng phía Bắc chiều tối và đêm ngày 17 tháng 5
có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 5, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 20 tháng 5, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Từ nay đến ngày 25 tháng 5, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Từ ngày 20 tháng 5, có nơi có nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, từ nay đến ngày 19 tháng 5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 5, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, từ nay đến ngày mai, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.